Chào đi. Đâu. Chào. Ha, xin chào. Con tên là gì? Con tên là Vũ. Con mấy tuổi? Vừa 2 tuổi. Không, con lên 3 tuổi rồi. Gấu 3 tuổi. Vừa 3 tuổi. Sóc mấy tuổi? Xuống 1 tuổi. Sóc mấy tuổi? Sắp 2 tuổi. Này, Philip. Sóc 1 tuổi. Sóc 1 tuổi. Ừ. Bully say gấu. Bully say gấu à? Thế gấu có thích là bác sĩ không? Bác sĩ gấu. Ừ, bác sĩ gấu ấy. Hay là gấu thích làm gấu thích là gì? Bully say. Bully say à? Bố làm gì đấy? Gấu làm gì đấy? Bố chạy đạp. I đi master. Gấu yêu ai? Gấu yêu ai? Nói. Gấu yêu ai? Ô, gấu yêu ai? Gấu yêu mẹ. Mẹ gì? Mẹ lân. Gấu có yêu sóc không? Gấu yêu sóc. Gấu có yêu bố không? Dạ. Ngậm mồm. Mai gấu có đi học không? Gấu đi học. Gấu đi bạn nhá. Gấu đi bạn. Bạn gì? Lesson. Gấu đi bạn gì? Gấu đi lesson. Ya lesson. Mà ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Bố.